Mề đay, mẩn ngứa lâu năm cũng sẽ khỏi ngay sau 5 phút chỉ với một nắm lá này. Bệnh mề đay, mẩn ngứa là một trong những căn bệnh phổ biến gặp phải ở rất nhiều người. Bệnh gây ra rất nhiều những phiền toái cho người bệnh, nhất là những cơn ngứa ngáy. Bên cạnh việc sử dụng các loại thuốc Tây trong điều trị bệnh, thì người bệnh có thể áp dụng một số bài thuốc dân gian kết hợp giúp tăng hiệu quả trong quá trình điều trị bệnh. Và việc áp dụng lá tía tô trong chữa bệnh là một trong những phương pháp được rất nhiều người áp dụng. Tía tô được biết đến là một trong những loại cây gia vị được rất nhiều người biết đến. Cây còn được gọi với những cái tên khác như tô tử, xích tô. Trong đông y, loại cây này được biết đến là một vị thuốc có tính cay, ấm, vị thơm đặc trưng, có tác dụng việc giải độc, an thai, hóa đờm, phát tán phong hàn, rất hiệu quả. Còn theo y học hiện đại cho biết thì trong thành phần của lá tía tô có chứa các hợp chất như rosmarinic acid, luteolic, acid alpha linolenic, perilla. Các hoạt chất có trong lá tía tô có tác dụng giúp cơ thể làm giảm các cytokine gây tình trạng viêm da. Bên cạnh đó thì lá tía tô cũng cung cấp một lượng vitamin C và các khoáng chất có lợi cho cơ thể như phốt pho, sắt. Vậy áp dụng cách trị mề đay tại nhà bằng lá tía tô có được không? Lá tía tô là một trong những thảo dược tự nhiên rất an toàn và lành tính. Người bệnh có thể sử dụng trong một thời gian dài mà không gây ra tác dụng phụ trong quá trình sử dụng. Bạn có thể tham khảo một số cách chữa trị sau đây để khỏe mạnh mỗi ngày. Thứ nhất, bài thuốc đắp lá tía tô trị nổi mề đay. Cách chữa này rất đơn giản, bạn có thể áp dụng như sau. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một nắm lá tía tô, muối hạt to. Lá tía tô cần được sơ chế rửa sạch để loại bỏ các bụi bẩn. Sau đó ngâm qua với nước muối pha loãng và vớt ra để ráo nước. Cho lá tía tô vừa rửa và muối hạt vào giã nát. Trước khi đắp, bạn cần phải vệ sinh vết thương với nước sạch và dùng khăn mềm khô để lau cho sạch. Bạn lấy cả phần nước và bã lá tía tô chữa mề đay đắp trực tiếp lên vùng da bị tổn thương. Đắp sau khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước sạch. Áp dụng phương pháp này đều đặn sẽ giúp người bệnh giảm nhanh tình trạng sẩn ngứa, nổi đỏ. Người bệnh nên áp dụng đều đặn 2 đến 3 lần một tuần để giúp giảm thiểu hiệu quả tình trạng ngứa ngáy, giúp bạn cải thiện hiệu quả cuộc sống. Thứ hai, bài thuốc uống lá tía tô chữa nổi mề đay. Ngoài phương pháp đắp thì người bệnh có thể áp dụng phương pháp uống lá tía tô trong quá trình điều trị bệnh. Cách thực hiện phương pháp này như sau. Nguyên liệu cần chuẩn bị: lá tía tô 100g, một chút muối hạt và nước sạch. Cần tiến hành sơ chế nhặt và rửa sạch lá tía tô để loại bỏ các bụi bẩn và tạp chất bám trên lá. Sau đó ngâm qua một chút với nước muối pha loãng. Cho lá tía tô vừa rửa sạch vào nồi, nấu cùng với 350ml nước cho đến khi nước sôi, cho vào thêm một chút muối và đun thêm 2 phút với lửa nhỏ rồi tắt bếp. Lọc lấy phần nước để uống, còn phần bã có thể được sử dụng để đắp ngoài da. Áp dụng phương pháp này đều đặn, uống 2 lần trên ngày sẽ giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc hiệu quả, từ đó giúp các triệu chứng của bệnh thuyên giảm đáng kể. Thứ ba, tắm nước lá tía tô chữa nổi mề đay. Đây là một trong những phương pháp dân gian được rất nhiều người bệnh áp dụng trong quá trình điều trị. Phương pháp này được thực hiện như sau. Nguyên liệu cần chuẩn bị: lá tía tô, một nắm muối hạt. Cần sơ chế và rửa sạch lá tía tô với nước sạch để loại bỏ các bụi bẩn và tạp chất bám trên lá. Sau đó ngâm qua với nước muối pha loãng khoảng 10 phút rồi vớt ra để ráo nước. Cho lá tía tô vào nồi đun cùng với 3,5 lít nước cho đến khi sôi. Cho muối hạt vào đun nhỏ lửa khoảng 5 phút nữa thì tắt bếp. Người bệnh có thể sử dụng nước để xông hơi, sau đó sử dụng nước để tắm. Cần hết sức chú ý đến nhiệt độ để tránh trường hợp bị bỏng. Bạn có thể xông cho đến khi bốc hết hơi nóng, sau đó dùng nước tía tô để tắm, giúp giảm thiểu triệu chứng bệnh rất hiệu quả. Áp dụng phương pháp này 2 lần trên một tuần giúp giảm nhanh các triệu chứng bệnh. Thứ tư, hãm nước lá tía tô chữa bệnh mề đay. Một trong những cách chữa mề đay bằng lá tía tô mang đến hiệu quả cao được nhiều người áp dụng đó chính là hãm nước uống. Đây là cách làm đơn giản, vừa giúp điều trị bệnh mề đay tại nhà, vừa giải độc và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
hãm nước là cách chữa mề đay bằng lá tía tô được nhiều người áp dụng. Chuẩn bị lá tía tô tươi một nắm nhỏ, gừng tươi một củ. Thực hiện: lá tía tô rửa sạch, ngâm với nước muối, vớt ra để ráo. Gừng cạo sạch vỏ, rửa sạch, thái thành từng miếng mỏng. Cho hai nguyên liệu vào ấm, cho thêm nước đun sôi vào hãm trong khoảng 15 phút. Dùng nước lá tía tô uống thay nước trà hàng ngày. 5. Chườm nóng lá tía tô chữa mẩn ngứa mề đay. Một trong những cách chữa mề đay bằng lá tía tô được nhiều người áp dụng đó là chườm nóng. Đây là phương pháp đơn giản, có thể thực hiện tại nhà và giúp giảm nhanh triệu chứng ngứa, mề đay trên da tay. Chuẩn bị lá tía tô, muối, một chiếc khăn xô sạch. Thực hiện: lá tía tô rửa sạch, ngâm với nước muối loãng trong vài phút để loại bỏ bụi bẩn, tạp chất. Vớt lá ra để ráo nước, cắt thành từng khúc. Cho lên chảo xào nóng, đến khi lá xe lại, bỏ thêm vài hạt muối vào. Bọc lá tía tô trong một khăn xô, chườm lên vùng da bị tổn thương. Nếu lá nguội, có thể cho lên chảo sau nóng lại rồi tiếp tục chườm. Mỗi ngày thực hiện 1 đến 2 lần sẽ thấy được hiệu quả khá tốt. 6. Chữa mề đay bằng lá tía tô nước cốt bôi lên vùng da bệnh. Cách thoa nước cốt tía tô lên vùng da bị tổn thương cho hiệu quả cao và được nhiều người áp dụng. Tuy nhiên, cần khá cẩn thận trong khâu vệ sinh để đảm bảo an toàn. Chuẩn bị: lá tía tô, muối trắng. Thực hiện: rửa sạch lá tía tô, ngâm trong nước muối loãng vài phút. Vớt lá ra để ráo nước, cắt nhỏ rồi cho vào cối giã nhuyễn với một ít muối. Lọc lấy phần nước cốt, mỗi ngày 1 đến 2 lần bôi lên vùng da bị tổn thương. Sau khoảng 6 đến 8 tiếng thì rửa sạch lại vùng da bệnh bằng nước sạch. 7. Tía tô nấu cháo trứng gà chữa mề đay. Ngoài các bài thuốc từ lá tía tô trên, bạn có thể chế biến chúng thành món ăn thơm ngon, bổ dưỡng. Món cháo trứng tía tô là lựa chọn tối ưu cho người bệnh, vừa làm giảm triệu chứng mẩn ngứa mề đay, vừa bồi bổ cơ thể. Chuẩn bị gạo 1 nắm, trứng gà 1 quả, tía tô 1 nắm. Thực hiện: gạo vo sạch cho vào nồi, đổ thêm nước, nấu cháo. Lá tía tô rửa sạch, thái nhỏ. Đến khi cháo nhừ, nêm nếm gia vị rồi cho trứng vào đảo đều. Tiếp theo cho lá tía tô vào, múc ra bát rồi ăn. Mỗi tuần có thể ăn món cháo tía tô này 2-3 lần sẽ mang đến công dụng chữa bệnh rất hiệu quả. 8. Bò hấp tía tô trị mề đay. Nói đến cách chữa mề đay bằng lá tía tô cho hiệu quả cao thì không thể bỏ qua phương pháp bò hấp tía tô. Đây là món ăn cực kỳ thơm ngon bổ dưỡng, lại có thể loại bỏ triệu chứng bệnh nhanh chóng. Chuẩn bị thịt bò 2 lạng, lá tía tô 1 nắm, xả tươi vài củ, gia vị. Thực hiện: thịt bò dùng nước rửa thật sạch, tiếp đó thái thịt bò thành những miếng mỏng. Lá tía tô, xả rửa sạch, thái khúc. Ướp thịt bò với gia vị trong khoảng 20-30 phút. Xếp từng lớp xả ở đáy nồi, sau đó xếp thịt bò lần lượt, xen lẫn tía tô. Đem thịt bò hấp cách thủy trong khoảng 15-20 phút cho thịt chín đều. Trình bày ra đĩa và ăn với cơm hoặc ăn không đều rất ngon. Chú ý khi chữa nổi mề đay bằng tía tô. Nhìn chung thì đây là một trong những phương pháp điều trị bệnh bằng dân gian khá hiệu quả. Tuy nhiên, khoa học vẫn chưa chứng minh được độ hiệu quả khi sử dụng lá tía tô trong điều trị bệnh. Để giúp việc sử dụng lá tía tô trong điều trị bệnh đạt hiệu quả tốt nhất, người bệnh cần chú ý tới một số vấn đề sau. Trong trường hợp áp dụng điều trị mề đay bằng lá tía tô trong khoảng 7-10 ngày, nếu không mang lại hiệu quả thì nên ngừng áp dụng và tìm phương pháp điều trị khác. Những phương pháp điều trị trên chỉ có tác dụng đối với trường hợp người bệnh ở giai đoạn nhẹ. Một số trường hợp giai đoạn nặng áp dụng phương pháp này sẽ không mang lại hiệu quả. Trong quá trình điều trị bệnh theo phác đồ điều trị bệnh của bác sĩ, nếu người bệnh áp dụng kết hợp lá tía tô thì cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi thực hiện điều trị. Ngoài việc điều trị thì người bệnh cần chú ý tới chế độ dinh dưỡng hàng ngày, kiêng khem đúng quy định để giúp việc điều trị bệnh đạt kết quả tốt nhất. Một số tác dụng của lá tía tô mà bạn nhất định phải biết. Thứ nhất, tác dụng làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa. Giống như lá nêm của Ấn Độ, lá tía tô có rất nhiều hợp chất có khả năng ngăn chặn sự tổng hợp tyrosinase
hay melatonin làm da trở nên trắng sáng hơn. Bên cạnh đó, nó còn được dùng để tẩy tế bào chết cho da, giúp loại bỏ các chất bẩn, làm mềm da và giảm vết chai dạn. Ngoài ra, chúng ta có thể dùng lá tía tô để súc miệng, có thể làm răng chắc khỏe hơn, có hương thơm nhẹ, hoặc dùng để gội đầu trong trường hợp tóc bị khô. 2. Tốt cho tiêu hóa, chữa các bệnh về dạ dày. Để chữa dạ dày, ngoài nghệ vàng hay gừng gió, tía tô cũng là cái tên không thể bỏ qua. Theo nghiên cứu, lá tía tô có chứa các hoạt chất như tannin, glucoside có công dụng giúp ngăn ngừa các vấn đề về viêm loét hay viêm nhiễm ở dạ dày. Đối với người đau dạ dày thường xuyên, có thể sắc thuốc từ lá tía tô để uống, có tác dụng tiêu giảm dịch vị xuống mức độ bình thường, giúp chúng ta ăn ngon và ngủ sâu hơn. Theo đó, những bệnh nhân thường xuyên nôn hay đau bụng đi ngoài do hệ tiêu hóa kém, có thể giã nát lá tía tô, chắt lấy nước uống, dùng thường xuyên có thể giúp cải thiện các vấn đề trên. 3. Hỗ trợ chữa cảm mạo, hạ sốt, nhức đầu, ho, hen suyễn. Những người thường xuyên bị cảm lạnh, sốt cao kèm theo nhức đầu, ho hen thì lá tía tô là lựa chọn thích hợp. Lá này chứa rất nhiều tinh dầu, có tính ấm, giúp giữ nhiệt cho cơ thể rất tốt. Người bệnh xông lá tía tô, ngải cứu, kinh giới và hương nhu, trùm kín người, xông 20-30 phút, cho ra mồ hôi rồi nằm nghỉ sẽ hạ sốt nhanh chóng. 4. Hỗ trợ điều trị bệnh gút. Lá tía tô chứa rất nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe. Một vài hoạt chất trong đó có thể làm giảm lượng enzyme xanthin oxidase trong cơ thể. Đây là một trong những nguyên nhân tạo nên acid uric gây ra bệnh gút. Uống nước lá tía tô thường xuyên, hợp lý sẽ rất có lợi đối với những người mắc bệnh gút. Nó cũng có tác dụng làm giảm các vấn đề viêm nhiễm, ngăn chặn nhiễm khuẩn, sẽ giúp họ dễ chịu hơn. 5. Chống ngộ độc thức ăn. Đây là tác dụng của nước lá tía tô được người dân Việt Nam sử dụng nhiều trong sinh hoạt thường ngày. Từ ngộ độc rau củ quả cho đến ngộ độc hải sản, hoàn toàn có thể uống nước lá tía tô để bài trừ đi phần nào độc tố trong cơ thể. Ngoài việc uống nước ép, bạn có thể cho lá tía tô vào nấu cháo hoặc canh để giải độc cũng rất hiệu quả. 6. Tác dụng hạ sốt bằng lá tía tô. Các bạn có thể thực hiện bài thuốc như sau. Tía tô, trần bì, cát cánh, can khương, mộc hương, chỉ xác, bán hạ, tiền hồ, mỗi loại 2 gam. Cho tất cả mang đi sắc thành thuốc uống, sử dụng khi đang bị sốt để có thể giảm đáng kể các triệu chứng nguy hiểm. 7. Tác dụng an thai hiệu quả. Bạn có thể sử dụng bài thuốc sau. 20 gam tía tô kết hợp với ngải diệp, bạch chuột, đương quy, hoài sơn, phục long can, 16 gam mỗi loại. Phong sâm, cẩu tích, liên nhục, liên kiều, cam thảo, 12 gam mỗi loại. 10 gam các loại đỗ trọng, sơn trà, sinh khương ba lát, đại táo 5 quả. Tất cả nguyên liệu mang lên sắc thuốc, mỗi ngày uống một thang.